Hello, xin chào mọi người. Gần Tết rồi, mọi người nên nhớ là cho nhà mình thơm tho bằng cái tinh dầu treo này hoặc là chai tinh dầu như thế này. Tinh dầu treo như thế này là chỉ 125.000 một giây. Còn chai tinh dầu 30ml như thế này là tùy giá, có giá từ 370 cho tới 420.000 và được tặng kèm một đèn phích tán tinh dầu nữa. Hàng này là hàng nhập khẩu nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm xài về chất lượng của nó. Dành cho mình bà bầu hay là trẻ nhỏ gì đều xài đều rất là ok hết. Phòng thơm mát và đuổi muỗi, nhất là tinh dầu xả hoặc là tinh dầu xả chanh như thế này đó là được nhập khẩu về nên là chất lượng cực kỳ tốt. Thì bạn nào muốn mua loại nào thì mình có thể tư vấn thêm cho các bạn. Tinh dầu của Tram gồm có các cái loại hoa hoặc là nếu như mùi mát có bạc hà, trầm hương, xả hoặc xả chanh, các loại trái cây như là cam hoặc bưởi đó. Hoặc là mọi người có thể liên hệ với mình theo số 0984099740 nhé.